kính chào quý vị các bạn. Thưa quý vị các bạn, thời tiết tốt đang duy trì ở các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Do không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp nóng từ phía Tây phát triển và mở rộng hơn sang phía Đông Nam nên tình trạng trời âm u, mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm đã không còn. Thay thế vào đó là kiểu thời tiết không mưa, có nắng và khô ráo. Trong khoảng 3 ngày sắp tới, thời tiết tại khu vực vẫn sẽ tiếp tục thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Nền nhiệt độ tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng dần với mức nhiệt dao động từ 31 đến 33 độ. Đặc biệt là ở tại khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì cường độ nắng còn mạnh hơn. Một số nơi xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 36 đến 38 độ. Xuôi xuống khu vực miền Trung, sau một ngày nền nhiệt độ có xu thế giảm tạm thời, đến ngày hôm nay thì mức nhiệt lại bắt đầu có xu hướng tăng nhanh trở lại. Vùng áp thấp nóng ở phía Tây phát triển và mở rộng hơn sang phía Đông Nam nên đã gây ra gió Tây Nam và tạo ra hiệu ứng phơn khô nóng tác động đến khu vực Trung Bộ. Trong 3 ngày tới, thời tiết tại miền Trung cũng sẽ phổ biến là nắng nhiều và không mưa. Nền nhiệt độ tăng mạnh, tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra trên diện rộng, trải khắp khu vực, suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều đạt tới ngưỡng là 37 đến 39 độ, có nơi còn lên đến trên 40 độ. Nắng chói chang khô rát sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Do đó quý vị và các bạn nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào lúc giữa trưa và nhớ bổ sung thêm nước uống để đảm bảo cho sức khỏe. Hiện tại, tình trạng nắng nóng và khô hạn luôn là tâm điểm khi nhắc tới khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Đã nhiều ngày nay, ở các tỉnh Nam Bộ trời hầu như không có một giọt mưa. Nắng chang chang từ sáng sớm đến tận chiều tối, đất đai khô cằn, đồng ruộng nứt nẻ. Độ ẩm không khí giảm thấp làm cho hiện tượng bốc hơi xảy ra mạnh. Tình trạng khô hạn xảy ra trên diện rộng và hầu như vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện trong những ngày sắp tới. Khối không khí khô và nóng vẫn tiếp tục bao trùm và thậm chí còn có khả năng hoạt động mạnh hơn nên trời nắng mạnh, không khí khô hanh với độ ẩm giữa trưa giảm rất thấp. Đặc biệt là ở tại Tây Nguyên còn phổ biến là dưới 50%, khiến cho những cánh rừng trở nên khô kiệt và rất dễ bắt lửa, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Bà con cần phải hết sức thận trọng và cảnh giác với hiện tượng cháy rừng và cháy nổ. Tình trạng nắng nóng không chỉ xảy ra ở tại miền Đông Nam Bộ mà đã lan xuống cả miền Tây Nam Bộ. Các tỉnh như là Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng hay Cà Mau cũng đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ lên tới 35 đến 37 độ. Ở tại khu vực Tây Nguyên thì nắng nóng cũng đã xảy ra ở cả phần phía Bắc và phần phía Nam. Tại các tỉnh như là ở tại Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông đều đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là từ 36 đến 37 độ. Và cuối cùng là những thông tin thời tiết cho các vùng biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong 3 ngày tới, tại tất cả các vùng biển từ khu vực Bắc giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa đến khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, trời phổ biến tạnh ráo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió hoạt động yếu dưới cấp 5, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Riêng tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 13 tháng 4 thì gió Tây Nam đến Nam sẽ hoạt động mạnh dần, lên cấp 5 có lúc cấp 6, gây biển động. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cũng cần phải hết sức lưu ý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.